Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, Diệp Phàm và đoàn người đi tìm Linh Sơn, gặp nhiều khó khăn trên đường. Họ đối mặt với yêu ma quỷ quái, vượt qua loạn ma uyên và khổ hải. Cuối cùng, họ đến được Linh Sơn, nơi họ gặp hình ảnh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, Thích Ca Mâu Ni nói rằng Linh Sơn đã đóng và không thể mở lại. Diệp Phàm vẫn quyết định tiếp tục, nhưng con đường bị cắt đứt bởi một mảnh núi đá bất tận. Chuyển sang tập 406 của Già Thiên. Rõ ràng ở ngay trước mắt, cách không quá 10 dặm. Nói Linh Sơn đã bế là sao? Hắn suy nghĩ thật nhanh, dù không có đường cũng muốn đi về phía trước, tự mình tạo ra đường. Nhưng mà khi hắn đặt ra bước chân đầu tiên, lập tức hỗn độn hùng dũng, Linh Sơn càng lúc càng mờ ảo, còn vọng ra những thanh âm tụng kinh của chư Phật thượng cổ. Diệp Phàm không ngừng bước, tiếp tục đi tới nhưng lại có sư tử hống của Phật môn truyền tới, như có một la hán đang niệm chú văn, cầm hàng ma sử ép về phía hắn. Đây là do Phật quang hóa thành. Hắn hét lớn một tiếng, tạo ra thánh vực hoàng kim, vạn pháp không thể tới gần người. Ầm một tiếng, hàng ma sử bị bay ngược ra sau, hắn cũng nhanh chóng tiến lên. Xa xa, đám người Tất Ma Đề sợ hãi tới há mồm miệng. Đây là cường sấm Linh Sơn, đối kháng với Bồ Tát sao? Ầm. Ngay giờ khắc này, phía trước cuồng bạo, hỗn độn bạo động, Linh Sơn nguy nga như muốn ép xuống, khiến người ta hít thở không thông. Úng. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, thốt ra một chân ngôn Phật môn. Lúc này hắn gặp phải uy áp thật lớn, ngay cả thánh thể cũng có một loại cảm giác như muốn tan xương nát thịt. Đây là uy áp của Linh Sơn, dao động Phật lực mênh mông, là niệm lực của biết bao sinh linh tạo thành, không ai có thể đối kháng. Sương mù hỗn độn tấn công, Dạ Xoa, Atula, Càn Đạt Bà, Già Lâu La hiện lên, cũng là do Phật quang hóa thành, đánh về phía Diệp Phàm. Ngay cả âm chữ úng cũng không có hiệu quả quá lớn. Diệp Phàm rút lui, thừa nhận uy áp lớn lao. Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã tan xương nát thịt mà chết rồi. Dù là thánh thể như hắn cũng có chút không thể chống đỡ được. Linh Sơn khổng lồ là đàn tra nguyên thủy tối nổi danh nhất thời thượng cổ, không thể xâm phạm, không thể tới gần. Nơi này có đại trận kinh thế thủ hộ, dù cách xa cả trăm dặm mà đã như thế, nếu tới gần thì tuyệt đối sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Diệp Phàm nhíu mày nhìn tiểu thạch Phật trong tay. Không có mật ngữ, chỉ có thứ này thì cũng không thể tiến vào. Chắc chắn bên trong có thứ kinh thế lưu lại, nếu không không thủ hộ mạnh mẽ như vậy. Hắn rất khó đi vào, nhưng lại muốn tới nhìn Linh Sơn xem nó như thế nào. Vì vậy, hắn hét dài một tiếng, huyết khí hoàng kim sôi trào, như một con sông lớn vọt vào mỗi đường kinh mạch, phát ra từng trận tiếng sấm, chấn động cửu thiên, cùng minh với đại đạo. Toàn thân Diệp Phàm phát sáng, chân đạp bí quyết chữ hành, tạo ra các loại dị tượng, giết chết mà lên, rốt cục tới gần hơn một chút. Hắn thoáng nhìn đứt trên vách núi đen phía trước có một lão tăng tọa hóa, chết rất yên bình. Không có mộ cây cỏ nào, tất cả đều đã héo rũ từ thời nào, linh tuyền, ao hồ đều khô tận đáy, không có một chút sinh cơ. Dường như từ tận thời thượng cổ tới này chưa từng có ai đặt chân tới nơi này. Linh Sơn khô cạn. Đây là chân tướng. Cổ tháp sừng sững, đền chùa thành phiến nhưng không có một ai, không có một vị Bồ Tát nào, không có lão Phật thượng cổ, không hề có sinh linh nào cả. Nơi này yên tĩnh không tiếng động, có thể nhìn thấy kiện kiện Phật bảo, kiện kiện châu báu vứt bừa bãi nơi đó. Chỉ là nơi này không có bất cứ ai còn sống, yên lặng như chết hết. Sơn uy vô cùng vô tận, so với cổ tinh chân chính còn khủng bố hơn. Diệp Phàm không thể tới gần, bị dao động mênh mông đẩy lui, khóe miệng tràn ra một lũ máu. Hắn không miễn cưỡng, đành lui lại, Linh Sơn khô cạn, gặp phải đại biến, khó trách phải phong bế Sơn Môn. Tuy nhiên, điều hắn chứng kiến mới chỉ là Sơn Môn, ở sâu trong Linh Sơn cũng rất ảm đạm, có một mảnh cổ thụ bồ đề, đã rụng hết lá, có đạo ngân xuất hiện, chắn trước ngọn núi chính Linh Sơn. Hơn nữa, đúng lúc này, phiến núi lớn lại trở nên mơ hồ, ngọn chủ phong Linh Sơn lại biến mất. Loại tình cảnh này không thể nghịch chuyển, Diệp Phàm dùng pháp lực gia trì tiểu thạch Phật trong tay cũng vô dụng. Ầm. Cuối cùng, một mảnh dao động mênh mông vọt tới, hắn bị chấn văng ra mười mấy dặm, không còn nhìn thấy gì nữa. Bầu trời xanh lam như một khối thủy tinh màu lam, mấy vần mây trắng bay qua, khiến người ta cảm thấy rất gần với bầu trời, như có thể chạm tới, không khí dị thường tươi mát. Diệp Phàm sợ run lên, chống tay đứng lên. Ngọn Linh Sơn cao vạn trượng có uy áp thật khủng bố, cổ lộ thần bí đã tan thành mây khói, không thể nhìn thấy nữa. Ngoài vạn dặm, mấy nhà sư Ấn Độ cũng rất kinh ngạc, không biết vì sao đột nhiên thiên địa lại trở nên quen thuộc, cổ lộ đã biến mất. Diệp Phàm lướt tới cạnh bọn họ, đưa mắt quét nhìn bốn phía, độ cao của Tây Tạng so với mặt nước biển khá cao, có núi lớn nhưng tuyệt đối không thể sánh bằng lúc nãy được. Rốt cuộc ẩn ở nơi nào? Cổ lộ kia và Linh Sơn đều đã ẩn tàng vào trong lòng đất sao? Mọi người đều rất nghi hoặc.
Diệp Phàm để bọn họ chờ ở nơi này, bản thân hóa thành một tia chớp phi hành giữa bầu trời, mở ra thần thức cường đại, đảo qua từng tấc đất, cẩn thận tìm kiếm nhưng rốt cục vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn bay ra xa ngoài ngàn dặm, đáp xuống một mảnh dãy núi hùng vĩ, cảm nhận được một loại tang thương, lại không thấy chút thần dị nào. Đâu là một mảnh núi rừng nguy nga như Côn Lôn? Diệp Phàm đau đầu. Linh Sơn đã đủ thần bí, không biết ẩn ở khu vực nào mà Côn Lôn khẳng định càng không tầm thường. Đây là ngọn núi đệ nhất trong thần thoại cổ Trung Quốc, là Vạn Mạch Chi Tổ, truyền thuyết nào về tiên đều có liên quan tới hắn. Sau đó không lâu, Diệp Phàm về tới thành thị B, để đám thượng sư về Ấn Độ. Trước khi chia tay, mấy thượng sư này ước hẹn với hắn sẽ thỉnh giáo người khác về mật ngữ Linh Sơn, bất kể có thu hoạch hay không đều sẽ tới bái phỏng, thỉnh giáo hắn. Diệp Phàm lúc này cảm thấy có chút không thích hợp, cỏ cây ngoài biệt thự cũ là một mảnh lỗ chỗ, đã vừa trải qua một cuộc giao đấu, vì vậy mà có bộ dạng như vậy. Phiến biệt thự này không có hư hỏng gì, vì hắn đã khắc mấy pháp trận đơn giản, dù có va chạm cũng sẽ khó có thể bị tổn hao. Bốn phía xung quanh biệt thự là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đã có người động thủ bên ngoài. Tiểu Tùng. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, chợt lóe cái đã tiến nhập vào trong. Nhưng trong này không có ai, rất yên ắng. Tiểu tử kia đâu rồi? Trong lòng hắn lập tức băng lãnh, tìm kiếm khắp nơi, phóng ra thần thức cường đại kêu gọi, Tiểu Tùng. Xa xa, ở bên cạnh một thùng rác, một tiểu tử bẩn thỉu sợ hãi vươn đầu ra rồi hóa thành một đạo tử quang lao về phía hắn, bám lên người Diệp Phàm, thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi, đây là... Trong lòng Diệp Phàm không hề bình tĩnh, mang nó vào trong, đặt lên ghế sofa. Chân Tiểu Tùng bị thương, khập khà khập khiễng, bị điều gì làm cho kinh hãi nhưng lại ra vẻ thoải mái, để Diệp Phàm yên lòng. Diệp Phàm thấy bộ dáng của hắn như vậy thì vô cùng đau lòng, sát ý hiện lên trong mắt. Tiểu Tùng cười hề hề, vẻ mặt bất cần, nâng cái chân bị thương lên, duỗi ra ra vẻ rất thoải mái rồi nói với Diệp Phàm, đừng lo, không có việc gì cả. Nhưng lập tức nó liền phải nhăn mặt. Diệp Phàm nhanh chóng ngăn nó lại, không cho nó di động nữa. Tiểu tử này rõ ràng thương thế không nhẹ, nhưng có vẻ lại hồn nhiên ra vẻ để lấy lòng hắn khiến hắn rất đau lòng. Là ai đánh cho ngươi thành thế này? Những ai tới đây? Hắn nhẹ giọng hỏi, thần sắc thoạt nhìn rất bình thản nhưng lửa giận trong lòng đang rất mãnh liệt. Toàn thân nó đầy bụi đất, không biết đã ở ngoài trời mấy ngày. Da lông màu tím của nó vốn như tơ lụa lúc này cũng ảm đạm, rõ ràng đã trải qua một phen kinh hãi, bằng không không đến mức vừa thấy Diệp Phàm đã lao ngay tới, thân thể vẫn còn run rẩy. Chân bị thương của hắn rõ ràng là do lợi khí chém trúng, nếu không phải tiểu sinh linh này đạo hạnh cao thâm, khẳng định đã sớm bị chặt đứt, kẻ ra tay đúng là đủ chuẩn, độc, ác. Diệp Phàm xử lý vết thương cho nó, trên miệng vết thương lưu động từng đợt ô quang, khó trách vết thương lâu vậy mà không ổn định được. Hắn vừa dùng pháp lực lau sạch ô quang vừa lấy ra một lộ thần tuyền lấy từ cấm địa sinh mệnh, dùng nó làm nước rửa rồi băng bó lại. Trong quá trình này, Tiểu Tùng đau tới run rẩy nhưng cũng cố gắng không kêu lên tiếng nào, lẳng lặng chịu đựng, tận lực làm ra bộ không sao cả, khiến người ta thật thương xót. Diệp Phàm tự mình ra tay thì loại thương thế này tất nhiên không đáng là gì. Thần tuyền có được sinh cơ cường đại, chỉ một lúc vết thương của Tiểu Tùng đã chuyển biến tốt. Tiểu tử này mở to mắt kinh ngạc, cúi đầu nhìn vết thương trên chân, vẻ mặt rất kinh dị. Mấy ngày qua nó rất đau, hiện tại không ngờ khép lại nhanh như vậy khiến nó rất vui mừng, lập tức quên đi cơn đau. Diệp Phàm tiếp tục hỏi nó, tự nhiên không thể cứ để chuyện trôi qua như vậy. Có kẻ dám hạ tử thủ với Tiểu Tùng, nếu không phản kích thì đây cũng không phải là phong cách của hắn. Năm đó, thi thể của rất nhiều đại địch ở Bắc Đẩu Tinh Vực bị hắn đạp lên, tạo nên thanh danh hiển hách. Ngày nay, trở lại thời đại mạt pháp của địa cầu, bị người ta khi dễ, làm sao có thể nhẫn được. Tiểu Tùng rất nhu nhược mà cũng thiện lương, giảng thuật rõ ràng những gì đã xảy ra. Nửa tháng sau khi Diệp Phàm rời đi có người tới đây ở. Tiểu Tùng rất sợ sinh sợ, tránh ở trong phòng, không đi ra ngoài. Đây cũng là điều Diệp Phàm dặn dò nó trước khi rời đi, bảo nó không được chạy loạn. Người tới là một thanh niên có đạo hạnh yêu dị, trên người hình như bị thương. Hắn ói ra một búng máu cho nên Tiểu Tùng đơn thuần và thiện lương, cắt ra một phần xích nguyệt quả mà Diệp Phàm giao cho nó, không ngờ thiếu chút nữa bị giết. Người kia phun ra một quả thần chú y, khiến chân của Tiểu Tùng bị thương nặng. Còn đánh ra một phiến tia chớp, chặn mất đường chạy về phòng của nó. Tiểu Tùng e sợ lôi điện, gần như là bẩm sinh. Năm đó mẫu thân nó vì bảo vệ nó mà gặp nạn, khi chết đi lại có sấm rền chớp giật, mà bản thân nó cũng có lần suýt bị lôi điện đánh chết trên núi đá. Bởi vậy, khi thanh niên yêu dị kia tập kích, nó suýt nữa gặp đại nạn, không thể về phòng cho nên chạy khỏi nơi này. Nó chờ rất nhiều ngày, ẩn nấp trong những thủy đạo ngầm và các thùng rác, vô cùng lo lắng, mãi tới khi Diệp Phàm trở về. Biết được hết thảy điều này, Diệp Phàm không có nói nhiều, xoa xoa đầu nó.
Tiểu tử này bản tính thiện lương như một tờ giấy trắng. Lúc trước, nó chỉ có một tiểu thạch Phật làm bạn, một mình phun nạp ánh trăng, căn bản không tiếp xúc nhiều với nhân loại. Sau khi nó được Diệp Phàm dẫn rời đi tàn khu, vẫn nghĩ mọi người đều như hắn mà không biết lòng người hiểm ác, vẫn dùng tấm lòng thiện lương đối đãi mọi người. Đến lúc này, nó vẫn còn rất mơ hồ, khó hiểu hỏi Diệp Phàm vì sao người kia lại đối xử với nó như vậy, rốt cuộc nó làm sai điều gì? Ngươi không làm sai gì cả, chỉ là lòng người rất phức tạp, về sau ngươi sẽ dần hiểu rõ. Ồ! Tiểu Tùng ồ một tiếng, chớp chớp đôi mắt to, trong lòng tràn ngập khó hiểu, đầy vẻ mê mang. Diệp Phàm quyết định về sau mang nó đi kinh lịch thiên hạ, chỉ như vậy nó mới hiểu đời hơn. Tiểu Tùng tắm rửa sạch sẽ, uống vào một ít thần tuyền, rốt cục khôi phục, lại trở nên hoạt bát, linh động, lột một đĩa hạt thông, cẩn thận đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm vui lòng nhận lấy, đưa cho nó một gốc ngọc xà lan, tinh khí tràn ngập bốn phía, mùi hương thơm ngát. Ngày đó, hắn cùng bàn bác rời đi, tiêu phí một lượng nguyên lớn thu mua, mang về rất nhiều linh dược. Đôi mắt Tiểu Tùng mở lớn, vui vẻ ôm vào lòng ngực, lập tức quên hết thương thế, thật dễ dàng thỏa mãn. Diệp Phàm không cần nghĩ cũng có thể đoán được, người kia hơn phân nửa có liên quan tới buổi bán đấu giá Ngọc Tịnh Bình, cũng chỉ có nó mới có thể đưa tu sĩ tới cửa. Quả nhiên, hắn rất nhanh đã thu được một manh mối. Đó là một người trẻ tuổi yêu dị, từng thành công đấu giá ba lượt. Phòng đấu giá cũng lưu lại tư liệu cụ thể về hắn. Sau khi đưa bức ảnh chụp hắn về cho Tiểu Tùng xem, nó cũng xác nhận chính hắn ta đã hạ độc thủ với nó. Đã rời khỏi thành thị B, ngươi dù chạy tới chân trời góc bể cũng vô dụng. Diệp Phàm nhẹ giọng tự nhủ. Một ngày này hắn một đường nam hạ, đi tới Giang Tây Cửu Giang. Đây là một mảnh biệt thự, cách Lư Sơn không xa, sơn thủy hữu tình, phong cảnh tú lệ. Người bình thường tuyệt đối không chịu nổi giá cả nơi này, bất cứ căn nào cũng giá cao tận trời. Diệp Phàm đứng xa xa bình tĩnh xem xét, lộ ra dị sắc. Hắn không chỉ là tu sĩ mà còn tinh thông nguyên thuật, vô cùng tinh tường sơn xuyên địa mạch. Địa phương này như ẩn chưa long khi, tiếp dẫn một đạo tinh khí bốc lên từ Tử Long mạch của Lư Sơn ở xa xa. Ở thời đại mạt pháp này nó rất quan trọng, có thể trợ giúp tu luyện. Hơn nữa, sau khi nhìn kỹ dị trạng, phiến khu biệt thự này được xây dựng cũng ẩn chứa huyền cơ. Hắn nếu không đoán lầm thì cả khu này như thuộc về một gia tộc. Có lẽ với bên ngoài, các chủ hộ đều là độc lập, dòng họ khác nhau, nhìn không ra điểm gì đặc biệt nhưng hắn nhận ra đây là như là một bộ tộc sống quay quần bên nhau. Có một lũ yêu khí thật nhạt. Diệp Phàm tự nhủ rồi sau đó đi nhanh tới. Tiểu Tùng gãi đầu, tò mò đánh giá khu biệt thự này. Nó chỉ cảm thấy cảnh sắc nơi này rất đẹp, y sơn bàn thủy, có thể thấy tinh khí thiên địa đang lưu động. Diệp Phàm tiến một bước liền tiêu thất, đi vào sâu trong khu biệt thự, dừng chân trước một căn biệt thự có yêu khí nặng nhất. Đây là nơi ngắm cảnh tốt nhất, hơn nữa đạo Tử Long trong lòng đất là nồng đậm nhất. Chủ nhân nơi này ra đây gặp cái. Lời nói của hắn lập tức kinh động cả phiến khu biệt thự. Với thần thức cường đại của hắn rõ ràng cảm ứng được ít nhất có mấy chục đôi mắt đang nhìn quét tới âm thầm quan sát. Mà khi biệt thự chính giữa này lập tức có người đi ra. Đây là một lão già, sắc mặt hồng nhuận như trẻ con, tóc bạc trắng như tuyết, khí sắc rất tốt, tinh thần thoải mái. Thần sắc Diệp Phàm không đổi. Đây tuyệt đối là một người có đạo hạnh, tu vi ở bí cảnh Luân Hải, tiểu cảnh giới thứ ba thần kiều. Vị tiểu ca ngươi có việc gì? Hắn mỉm cười hỏi. Ngươi ta đều là tu sĩ, không cần lấp la lấp liếm. Ta nếu đã tìm tới được thì hết thảy hư ngôn đều vô dụng. Diệp Phàm nói. Thần sắc lão nhân này lập tức trở nên trang nghiêm, còn làm ra một thủ thế mời hắn vào nhà. Hắn còn thật sự nhìn thoáng qua con sóc nhỏ màu tím trên vai Diệp Phàm. Thần sắc Diệp Phàm bình tĩnh, cất bước đi vào. Thiên nhãn của hắn có thể nhìn rõ căn nguyên lão già, trong cơ thể còn lưu động vài tia yêu huyết, không phải rất tinh thuần. Một mạch này có thể là hậu duệ của yêu tộc thượng cổ. Sau khi tiến vào đại sảnh, lão nhân mời Diệp Phàm ngồi xuống, cho người mang trà bánh lên, ngôn ngữ rất khách khí hỏi hắn vì sao lại tới. Ta nghĩ ngươi hắn đã biết vì sao ta lại đăng môn bái phỏng. Để tên trẻ tuổi kia xuất hiện đi, không cần nhiều lời. Diệp Phàm phẩm trà, thản nhiên nói. Đạo hữu bất giận, bình tĩnh chớ gấp. Lão nhân thấy Diệp Phàm tới không có thiện ý, cường thế như vậy cho nên vội vàng hiện ra vẻ tươi cười. Người trẻ tuổi mà Diệp Phàm đang nói tới là đứa cháu không nên thân của hắn, làm việc lỗ mãng, nhà phải đại họa này. Bọn họ đã biết chuyện, nguyện ý bồi thường, mong Diệp Phàm giơ cao đánh khẽ. Nói thật dễ nghe. Làm việc lỗ mãng sao? Vô duyên vô cơ thi triển độc thủ, muốn lấy đi tính mạng Tiểu Tùng, loại tâm tính này lưu lại làm gì? Để hắn ra gặp ta đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tiểu Tùng rất kinh ngạc, ở trong phòng nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt ngây thơ. Lão già lập tức lộ ra vẻ khó xử nói, mong đạo hữu tha thứ, là chúng ta không đúng,
nhưng còn mong bao dung, điều gì cũng có thể thương lượng. Ta chỉ muốn hỏi một lần nữa, các ngươi rốt cục có cho hắn ra đây hay không? Chẳng lẽ chờ ta động thủ? Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, sau đó buông chén ra, thần sắc có chút lạnh xuống. Đứa cháu ra vừa thấy con linh thú này, có chút tò mò cho nên mới ra tay thu phục. Hắn cũng không đã thương người, đây cũng chỉ là một con thú sủng mà thôi, đạo hữu đâu cần chuyện bé xé ra to. Lão già có chút không hài lòng. Ngươi đang nói Tiểu Tùng sao? Theo ý ta, rất nhiều người còn không có nhân tính như nó. Ta thật có chút tò mò, đứa cháu ngươi dùng thứ gì khiến Tiểu Tùng bị thương? Bằng không hắn còn chưa đủ tư cách để ta gặp mặt. Diệp Phàm cười lạnh. Ngươi không khỏi quá mức hùng hổ dọa người đó. Lão già trầm mặt, sau đó, hắn xoát một tiếng, lấy ra một quả thần chù y, u quang dày đặc, có một loại vô cùng cổ xưa. Pháp bảo cấp giáo chủ. Diệp Phàm kinh dị. Ở thời đại mạt pháp này không ngờ gặp được vũ khí cường đại như vậy, đúng là hiếm thấy. Rất nhanh, hắn liền hiểu được, ở thời thượng cổ, địa cầu có vô số giáo phái, cao thủ nhiều như mây, tất nhiên cũng sinh ra không ít địa năng, có vũ khí bọn họ lưu lại cũng là điều bình thường. Chính là binh khí này. Lão già nói, hiển nhiên hắn đưa ra vũ khí này cũng có dụng ý uy hiếp. Tiểu Tùng vừa nhìn u quang từ thần chù y lóe ra, thân mình lập tức rung lên, hiển nhiên nhớ lại tao ngộ hôm đó. Diệp Phàm nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, rồi nói, ta lấy nó để ngươi luyện thành một thanh tiểu đao, về sau, cho người dùng như một móng tay đi. Lão già kia lập tức biến sắc, người trẻ tuổi không khỏi không biết trời cao đất rộng, quá mức càng rỡ đi. Cùng lúc đó, đại môn bị đẩy vào, có một lão nhân khác tiến vào, là tu sĩ đạo cung bí cảnh, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi nói không sai. Trên đời này có một số người không thể chọc vào. Tộc của ta kế thừa từ thời thượng cổ tới nay, thủy chung không ngã, ai dám tới đây làm càn. Nói như vậy, các ngươi cũng có như là thế lực thượng cổ bất hủ đi. Diệp Phàm cười cười. Ai, đã bao nhiêu năm không có ai dám tới nơi này dương oai. Người trẻ tuổi ngươi tuổi quá nhỏ, còn không biết, chẳng lẽ chưa từng nghe nói tới địa phương Cửu Giang này sao? Đây không phải là nơi mà ngươi có thể trêu chọc. Lão nhân xuất hiện sau lắc đầu. Cùng lúc đó, người trẻ tuổi kia đi ra. Đây chính là nam nhân yêu dị Diệp Phàm muốn tìm. Thân thể Tiểu Tùng lập tức rung lên. Lần trước bị thương khiến nó nhớ rất kỹ, hảo tâm lấy linh dược cứu người không ngờ suýt nữa bị giết, nó vẫn chưa thể quên được. Diệp Phàm khẽ điểm ra, người trẻ tuổi kia lập tức như bị găm vào tường. Diệp Phàm cách không nhẹ nhàng vung tay, trên mặt hắn lập tức xuất hiện năm dấu tay, truyền ra tiếng xương vỡ giòn tan. Ngươi, khinh người quá đáng, dám dương oai ở Cửu Giang ta sao? Hai lão nhân kia đều biến sắc. Thật không? Ta đúng là không biết trời cao đất rộng, chính là muốn chọc giận các ngươi đó. Ta xem các ngươi làm được gì. Dám chọc giận ta, ta ném cả Cửu Giang đi. Ngươi hôm nay không đi được rồi, sẽ phải hối hận. Hai lão nhân rống lên, kêu to để đệ tử bên ngoài đi gọi người. Hiển nhiên, bọn họ đã lường được Diệp và rất khó dây vào. Một đám người vọt vào đại sảnh, đặt chân ở những vị trí khác nhau, vây quanh lấy Diệp Phàm. Tất cả bọn họ đều mặc thiết y, lóe ra ánh sáng kim loại u lãnh, cầm trong tay các loại lợi khí với thần uy đủ màu. Ở thời đại ngày nay, nếu có người nhìn thấy trang phục như vậy khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Hết thảy những thứ này đều rất nguyên thủy, cũng không hợp thời chút nào. Diệp Phàm không đứng dậy, vẫn ngồi chỗ cũ, bình tĩnh nhìn bọn họ. Những bộ thiết giáp trên người bọn họ dù rất bóng loáng nhưng vẫn có dấu vết của năm tháng, khẳng định có niên đại rất xa xưa. Năm đó, những đại yêu hô phong hoán vũ hoặc mất đi, hoặc rời khỏi thế giới này nhưng vẫn để lại không ít cổ binh cho hậu nhân, đây đúng là một bảo tàng kinh người. Các ngươi thiếu chút nữa giết chết Tiểu Tùng, hiện tại còn muốn ra tay với ta sao? Diệp Phàm bình thản hỏi. Ngươi quên nơi này là địa phương nào sao? Cửu Giang này không phải ai cũng có thể tới dương oai. Lão già cảnh giới thần kiều cầm thần chù y với u quang dày đặt trên tay, lạnh giọng nói. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hơn 10 người mặc thiết y cùng nhau chấn binh khí, từng đạo sóng gợn từ những cổ binh kia lao ra, dâng lên kiếm khí, giết tới Diệp Phàm. Bọn họ bày ra pháp trận, những cổ binh này đều là pháp khí. Dù không quá kinh thế nhưng phối hợp một chỗ lại rất có hiệu dụng, đủ giết được đối thủ cực kỳ cường đại. Những người nơi này, cường đại nhất là lão nhân đạo cung bí cảnh kia, bọn họ tự nhiên không thể tự mình sáng tạo ra pháp trận như vậy mà tất cả đều là do tổ tiên lưu lại. Kiếm khí phong duệ, chém nát hư không, đang thành một mảnh pháp trận chói mắt, vây lấy Diệp Phàm vào trong. Kiếm quang bong bong bổ tới nhưng lại bị hắn vẫy tay đánh nát hết, vô cùng thoải mái. Trên người ngươi có pháp khí. Lão già cảnh giới thần kiều kinh hãm, không kìm nổi phải lui lại. Ở thời đại này, hắn không biết có ai có thể dùng một cái vẫy tay cũng đủ đập nát một pháp trận cường đại như vậy. Nháy mắt, huyết khí hoàng kim của Diệp Phàm hóa thành thần mang màu vàng,
dường như có cầm một kiện thần khí thượng cổ khiến những người này lầm tưởng. Bởi vì trong mắt bọn họ, đương thời gần như không thể có được đại thần thông giả như vậy, hoặc là nói dù có cũng sẽ không tới gia tộc bọn họ. Thật không hổ là thế lực truyền thừa thượng cổ, khẩu khí cũng thật lớn, muốn chém ta nữa chứ. Diệp Phàm khoát tay, hút lấy người bị cố định trên vách tường về phía mình. Đạo huynh, chuyện gì cũng từ từ nói. Trước đây chúng ta hiểu lầm, ta nguyện bồi thường. Hắn vừa rồi nghĩ rằng đang ở trong gia tộc, không lo đối phương gây ra được chút sóng gió này, giờ lại vô cùng sợ hãi. Tiểu Tùng hảo tâm cứu ngươi mà ngươi lại muốn giết nó, ngươi lòng lang dạ sói sao? Diệp Phàm tát xuống một cái, đương trường khiến trên người hắn vang lên âm thanh xương vỡ, nhoáng cái đã vỡ mấy chục căn. Đây cũng chỉ là một cái phách tay nhẹ nhàng của hắn, bằng không, thân là thánh thể, một chưởng của hắn không nói là một người, dù cả cửu giang này cũng hóa thành bột phấn. A! À, thanh niên yêu dị này kêu lớn, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Diệp Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Diệp Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong cơ thể người này có một đạo tử huyệt, yêu khí nồng đậm, tuy tuổi tác không lớn nhưng đã ở cảnh giới mệnh tuyền, cũng tính là phi phàm ở địa cầu này. Khó trách gia tộc này lại bảo vệ hắn như vậy, ban cho hắn cả thần chủ y cấp giáo chủ để hắn hộ thân. Ở thời đại này mà có thiên tư như vậy thật hiếm có, đáng giá tiêu phí lực tài bồi. Vị đạo hữu này xin dừng tay, hết thảy đều có thể thương lượng từ từ. Lão nhân đạo cung bí cảnh tiến lên, lộ ra vẻ lo lắng. Tới bây giờ hắn còn chưa nhìn rõ trong tay Diệp Phàm pháp khí gì. Vừa rồi, pháp trận bọn họ bày ra bao vây lấy Diệp Phàm ở giữa, nghĩ rằng có thể diệt sát hắn nhưng không ngờ lại vô dụng. Còn có gì để nói sao? Cửu giang địa bàn của gia tộc các ngươi, không phải ai cũng có thể dương oai. Ta đắc tội với bọn ngươi rồi đó. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn ra tay không hề dung tinh, lại điểm tay ra, luân hải người thanh niên kia lập tức tiêu tan. Hắn điểm thêm một cái, tiên thai tan rã, không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Hai chỉ của Diệp Phàm phế đi một thân đạo hạnh đối phương, khiến hắn không thể tiếp tục con đường tu luyện nữa. Sau đó, Diệp Phàm nghĩ, phất tay một cái, yêu huyết từ trong cơ thể hắn bị rút ra, đương trường bị luyện hóa sạch sẽ. Ngươi, khinh người quá đáng. Lão già cảnh giới thần kiều vô cùng tức giận. Một nhân tài hiếm có của gia tộc không ngờ bị người này trực tiếp phế đi, đây chính là trực tiếp cho gia tộc hắn một cái tát. Ta khinh người quá đáng. Các ngươi thiếu chút nữa giết chết Tiểu Tùng, ta đến đòi lại công đạo mà cả ta cũng muốn giết luôn, thật là có khí thế quần lâm thiên hạ a. Diệp Phàm ném người trẻ tuổi kia đi. Gia gia, giúp ta giết hắn, đời này của ta xong rồi. Phải nghiền xương hắn thành tro. Thanh niên yêu dị vô cùng oán độc, hai mắt như phun lửa, căm hận nguyền rủa. Diệp Phàm thấy thế khẽ cười một tiếng, lại nâng tay điểm ra. Một đạo kim quang bắn tới, xuyên thủng trán người này, biểu tình dữ tợn lập tức động lại. Ta thu đi đạo hạnh làm hại nhân thế của ngươi, vốn định lưu cho ngươi một mạng nhưng ngươi lại không biết hối cải. Loại tâm tính này, không lưu làm gì cả. Mọi người nơi này đều biến sắc, ai cũng muốn rút lui. Nhất là lão nhân đạo cung bi cảnh kia cảm thấy đại sự không ổn, người thanh niên này rất giống với đại thần thông giả trong truyền thuyết. Bất kể ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết, không còn mạng mà ra khỏi đây đâu. Cửu giang này bao nhiêu năm rồi mà không có ai dám khiêu khích Long Tước nhất mạch chúng ta. Lão già cảnh giới thần kiều hét lớn. Kẻ vừa chết đi chính là cháu ruột của hắn, từ nhỏ được hắn yêu quý. Kết quả này khiến hắn không thể chấp nhận, hắn lập tức hạ mệnh lệnh. Diệp Phàm không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, nhẹ nhàng giơ tay. Lão nhân kia chưa kịp ra lệnh gì đã lập tức bị rút ra thần hồn, thiêu đốt thành tro tàn. Thân thể hoàn hảo vô khuyết ngã sập xuống mặt đất. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, ai ai cũng há hốc mồm miệng. Ở giờ khắc này, bọn họ rốt cục hiểu được hơn phân nửa đã gặp phải một khối đất, có thể chọc phải một lão tổ tông còn sống rồi. Đến tột cùng là tiểu tử không biết trời cao đất rộng nào dám chạy tới gia tộc ta dương oai. Một lão bà chống Long Tước trưởng xuất hiện, mái tóc trắng xóa, mỗi sợi tóc tinh oánh, sắc mặt hồng hào, cũng không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Lão tổ. Một đám người vội vàng tiến lên nghênh đón, nhất là lão nhân đạo cung bí cảnh kia lại bước nhanh tới, nhẹ giọng nói, cô tổ, đại sư không ổn. Người này có thể có đại thần thông thượng cổ. Diệp Phàm ngồi trong sảnh, cũng chưa đi ra ngoài, nhìn thấy lão bà này thì chân mày hơi nhíu. Lão nhân này có tu vi bí cảnh thứ ba, tứ cực. Hắn thật có chút kinh dị. Ở thời đại này không ngờ còn có người tu luyện tới trình độ này. Từ thượng cổ tới nay bộ tộc Long Tước ta vẫn sừng sững không ngã, còn chưa có ai dám tới cửu giang làm nhục. Hôm nay, ta mặc kệ ngươi là thần ma gì, nếu đã tới đây cũng đừng hòng chạy thoát. Lão bà này vung quai trượng, đại sảnh lập tức nổi lên một mảnh thủy khí, một mảnh quang hoa trắng toát nổi lên. Một pháp trận cực kỳ lợi hại xuất hiện, muốn luyện hóa Diệp Phàm.
Bố cục của đại sảnh này thật đặc biệt, Diệp Phàm vừa tiến vào đã để ý tới. Trên mặt đất được lát yêu huyết thạch, có cả dấu vết của năm tháng. Đây là một pháp trận thượng cổ hoàn chỉnh được dời tới nơi này tu kiếp, tu sĩ hóa long bí cảnh bị lọc vào đây cũng có thể luyện hóa. Long tước tộc khi mời hắn tiến vào đây cũng đã sớm tính kế hắn, một khi trở mặt, nếu không địch lại thì ở thời điểm cuối cùng có thể dùng cổ trận luyện hóa hắn. Đáng tiếc, bọn họ gặp được thánh thể nhân tộc, căn bản không biết được sự đáng sợ về đạo hạn và sự khủng bố về thân thể. Sát trận này dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ là vô dụng. Ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, quang hoa hừng hực bay múa. Một con long tước kêu lớn, dục hỏa mà sinh, bao phủ lấy Diệp Phàm. Tiểu Tùng rất sợ hãi, nắm chặt lấy vai áo của Diệp Phàm, ánh mắt kinh hoàng. Thần quang lượn lờ quanh thân Diệp Phàm, căn bản không làm gì cả, cứ thong thả bước tới bước lui trong đại sảnh, suy tính đây là cổ trận từ thời nào. Điều này khiến những người bên ngoài trận mắt há hốc mồm. Hắn là một đại thần thông giả. Có người nuốt một ngụm nước miếng nói, ở thời đại này còn có người mạnh như vậy sao? Không phải là đều hóa thành tro tàn hoặc rời đi hết rồi sao? Bọn họ cực kỳ rung động. Xong rồi, đây đúng là một hồi đại kiếp nạn, không ngờ gặp phải một vị cấp tổ tông như vậy. Hắn nhất định là người còn sống sót từ thời thượng cổ. Mọi người nơi này đều biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Diệp Phàm điểm chỉ ra, pháp trận hoàn toàn bị phế bỏ. Hắn ung dung bước ra, cả người không nhiễm chút bụi bặm, khiến ai ai cũng không kìm nổi run rẩy. Mọi người đều sợ run lên. Một người cường đại như vậy đối với những tu sĩ ngày nay mà nói thì gần như có thể xưng là thần minh, phóng mắt khắp thiên hạ cũng không được mấy người. Diệp Phàm tiến lên, những người này không ngừng rút lui về sau. Hiện tại nói gì cũng đều vô cùng. Chút đạo hạnh của bọn họ mà nói thì căn bản không tính là gì với người trước mặt này. Bộ tộc các ngươi có phải hay không có chút vô trương thái quá? Ở thời đại này mà còn muốn coi cửu giang là địa hàng của các ngươi sao? Diệp Phàm vung tay, một phiến thanh quang hạ xuống, trực tiếp tước đoạt sạch sẽ đạo hạnh của lão bà tóc bạc kia, sắc mặt của bà ta nháy mắt đã không còn chút máu nào. Không hỏi rõ trắng đen, vừa mới gặp đã muốn luyện chết ta. Một thân pháp lực của ngươi thật vô dụng, làm một phàm nhân là tốt nhất. Đây là lão tổ cường đại nhất trong tộc bọn họ, chỉ nâng tay lên cũng đủ cướp đi một thân đạo hạnh, biến thành phàm thể. Điều này khiến ai ai nơi này đều khiếp sợ vô cùng, dù thở mạnh cũng không dám. Thân thể lão già đạo cung bí cảnh kia khẽ rung lên, không người thi lễ về phía trước, mong tiền bối khoan thứ, thứ cho chúng ta không biết. Diệp Phàm liếc nhìn hắn một cái. Đây chính là người ban đầu hô lên cửu giang không ai có thể xâm phạm, nói hắn không biết trời cao đất dày, không đi ra khỏi được nơi này. Niệm ngươi thức thời, chém đi trăm năm đạo hạnh của ngươi. Một đại quang lóe lên, thân thể lão già này nhoáng lên một cái, ngã lăn ra đất. Thần sắc hắn thảm thiết biến, tu vi mất đi trăm năm. Ta hôm nay không muốn đại khai sát giới. Nếu các ngươi sớm giao ra kẻ thù ác, mọi chuyện đã không có vấn đề gì dùng lời lẽ nói chuyện được rồi. Diệp Phàm nói. Những người này ai cũng nơm nớp lo sợ, không ai dám mạnh miệng lên tiếng cãi lại. Một nhân vật thế này đủ có thể quét khắp thiên hạ, trên đời khó có địch thủ. Diệp Phàm cũng không làm khó những người khác, kết chỉ thành đao bổ xuống, mở ra mặt đất. Phía trước xuất hiện một tòa địa cung. Lư Sơn tử khí dũng lai, chìm sâu trong địa cung này, ở giữa có một tòa trận thai thượng cổ, khắc đạo đạo lạc văn, có thể khiến tinh khí địa mạch hóa thành khí trời, tụ lại trong phạm vi 10 trượng. Khó trách có được tu sĩ tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm hoàn toàn hiểu rõ thân phận bọn người này. Thủy tổ của họ là một con long tước, lập giáo ở Đại Hạ, những người này trong cơ thể cũng có máu huyết yêu thần. Đại Hạ Long Tước. Hắn cảm giác có chút khác thường, nhớ tới Đại Hạ Long Tước đao trong truyền thuyết, chẳng lẽ có liên quan tới tộc này. Hơn nữa, cẩn thận hỏi lại, hắn biến đại tộc này chỉ là một trong bốn đại chi, cũng không phải là chủ chi của Long Tước tộc. Về phần huyết mạch chính thống của yêu thần Đại Hạ Long ở nơi này, bọn họ cũng không biết. Tu vi của yêu thần Long Tước tu vi tới cảnh giới nào, Diệp Phàm hỏi tu vi thủy tổ bọn họ. Ở thời thượng cổ đã đạt tới đại thánh. Lão bà bị phế đáp. Cường đại như vậy khiến cho Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Nghĩ tới chủ mạch của đại thánh yêu tộc khẳng định sẽ rất phi phàm, đáng giá để hắn tìm tới một chuyến. Hắn cuối cùng đi tới nơi nào? Diệp Phàm lại hỏi. Năm đó, tổ tiên và Cát Hồng đánh một trận. Diệp Phàm nghe được lời này thì vô cùng kinh ngạc. Cát Hồng chính là một trong nhân vật thiên tư trác tuyệt thời thượng cổ, là thủ lĩnh đại giáo thời Đông Tấn, có lưu một kinh thư Bảo Phát Tử. Bảo Phát Tử khi rơi xuống phàm nhân có nhắc tới một số cửu bí như lâm, binh, đấu, giả, thường nhân coi chính chữ này có thể trừ tà. Địa động này rất sâu, tiến nhập thẳng một mảnh đại cung rất lớn, tới cuối cùng nơi nơi đều là lối rẽ, nơi nơi đều là cổ động. Người thường xuống đây chỉ sợ sẽ rất dễ bị lạc. Hơn nữa, sát khí lạnh lạnh càng lúc càng mạnh,
Diệp Phàm dự đoán dù là tu sĩ hóa long bí cảnh xuống đây cũng khó có thể chịu nổi, nếu ở lâu có thể bị ảnh hưởng tới bản thân nữa. Không có dị tộc thượng cổ nào ẩn tu ở Lư Sơn hơn phân nửa có liên quan tới nơi này. Đây rõ ràng là nơi tuyệt diệt, nếu ở lâu có thể hóa điệu đạo hành, phá bỏ pháp lực, với người bình thường lại là vô hại. Diệp Phàm lại xuống sâu vài dặm, địa cung càng lúc càng lớn, yên lặng vô cùng, nền đất càng cứng rắn, cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi không có người nào tới đây. Cuối cùng, Diệp Phàm đi tới sâu trong địa cung. Đây chính là tâm của Lư Sơn, hỏa diễm hừng hực, không khí trầm lặng, phía trước có một tế đàn thật lớn, bị thiết liên khóa chặt. Tới nơi này rồi, sát khí như hóa thành thực chất, như một thanh sát kiếm đang bong bong, dù là nhân vật cấp giáo chủ cũng không chịu nổi, không thể tiếp cận. Hơn nữa, hóa diễm nóng chảy đánh tới, dĩ nhiên là hỏa tinh, chỉ tiếp xúc cũng hóa thành tro tàn. Diệp Phàm nếu không có bồ đề tử trong người, dù là thánh thể cũng khó có thể ở lâu. Tiểu Tùng kéo áo Diệp Phàm, khẩn trương vô cùng, một đôi mắt lớn liên tục chớp động, bộ dáng sợ hãi. Diệp Phàm không dừng lại, tiếp tục bước tới, rốt cục thấy rõ thứ có trên tế đàn cuối địa cung này, thần sắc lập tức biến đổi. Những thiết liên không biết được tạo thành từ tài liệu gì, dù là hỏa tinh cũng không thể nung chảy, khóa chặt một người trên tế đàn màu máu. Loại khí tức năm tháng đánh tới, như đã tồn tại cả ngàn vạn năm. Không biết là do ánh mắt chiếu lên hay mái tóc người này vốn như vậy, đỏ tươi, lộn xộn như cỏ dại, toàn thân gần như không còn huyết nhục, chỉ còn lại bộ xương khô. Tinh quang lóe ra trong mắt Diệp Phàm, đứng yên quan sát. Đây là nhân vật cường đại cỡ nào, bị giam ở nơi này. Loại sát khí nơi đây thì dù là giáo chủ cũng không thể tới gần. Đáng tiếc, sau năm tháng vô tận, người này không thể còn sống, bị hỏa tinh đốt cho gầy như que củi, nhìn kỹ còn thấy được thân thể và đầu của hắn đều đã bị chặt đứt. Năm đó, địch thủ của hắn sợ hắn sống lại mới khóa tại nơi này, duy trì tra tấn vạn năm, khóa trên tế đàn để ma diệt thần hồn đối phương. Diệp Phàm không tới gần hơn, vì đối phương đã chết, vì trên tế đàn có khắc sát trận, dù là thánh nhân cũng không muốn tiếp cận. Ồ! Đột nhiên Diệp Phàm kinh hãi, liền lãng không mà đứng, từ giữa không trung quan sát. Trên tế đàn này có khắc một bức thạch đồ, có thể thấy được rất rõ ràng. Đây là... Hắn mở thiên nhãn, đây là một góc bản đồ địa hình, địa thế núi rừng rất phức tạp, không biết để chỉ tới nơi nào. Mà khiến hắn kinh hãi nhất chính là bức khắc đồ này được hình thành hơn trăm năm trước, không thể sánh bằng được với tế đàn và những thiết liên đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Diệp Phàm chăm chú nhìn kỹ, càng nhìn càng kinh dị. Đây là do người mà thân thể với tứ chi, đầu lìa khỏi thân kia lưu lại, do cánh tay bị thiết liên khóa chặt mạnh mẽ khắc thành. Đây rốt cục là ai, ít nhất đã vây khốn nơi này từ thời thượng cổ mà vẫn còn sống tới được hơn trăm năm trước. Diệp Phàm tin tưởng lúc này đối phương đã chết, hoàn toàn không có một tia sinh cơ, hơn phân nửa sau khi khắc xong thạch đồ, hoàn thành tâm nguyện mới chết đi. Năm đó, hắn bị khóa như vậy, không phải là vì có người muốn buộc hắn giao ra bí mật này chứ. Hắn cũng không ở lâu, đây là tuyệt địa được hình thành từ thời thượng cổ, biết đâu còn có nguy hiểm khác. Một lát sau, hắn đã về tới mặt đất rồi liền rời đi. Diệp Phàm đang ở Cửu Giang, thuộc tỉnh Giang Tây. Hắn không vội vã, muốn đi tới một nơi khác của nơi này, Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn chính là tổ đình của chính nhất đạo, ở lịch sử đạo giáo có kế thừa cái cũ, sáng tạo mới, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, có lực ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà, đúng lúc này Diệp Phàm bị ảnh hưởng, phá vỡ hành trình của hắn, không thể không về thành thị B. Thân sắc Hứa Quỳnh bất an, mời hắn hỗ trợ vì Dương Hiểu sắp Nam Hạ, tái nhập Bắc Lĩnh Sơn để khai cuộc đại mộ từ thời chiến quốc. Nói cho hắn không cần đi là được rồi. Ta đã nói rồi nhưng con mọc sách này ngày thường chất phát mà đã hạ quyết định thì dù đập nát đầu cũng phải làm. Hắn nói không cần xâm nhập vào lòng đất mà chỉ khảo chứng những văn vật bên ngoài mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, bảo nàng hãy yên tâm, sẽ cùng đội các nhà khảo cổ học này một đường Nam Hạ, đi tới Giang Lăng Huyền. Nghe nói, thời gian gần đây tòa cổ mộ này xuất hiện một ít chuyện rất thần quái, khiến nơi đó lâm vào khủng hoảng. Trên đó hạ tử lệnh, làm cho bọn họ lần này muốn tìm hiểu rõ ràng, không tiếp vận dụng quân đội hỗ trợ khai quật, về mặt nhân thủ cũng đủ dùng. Bắc Lĩnh Sơn được tạo thành từ 8 dãy núi, có hình thái như quần long, ở thời cổ gọi là Long Sơn, xây dựng rất nhiều vương mộ. Diệp Phàm vừa tới nơi này lập tức cảm giác được không tầm thường, Bắc Long còn tồn tại, trạng thái như muốn thăng tiến, lôi kép một tán tiến vào cửu thiên. Đối với cổ nhân, đây tuyệt đối là một tán huyệt bậc nhất. Bắc Lĩnh Sơn hùng vĩ, tiếng thông reo rì rào, mây khói xanh ngắt, sơn thế bất phàm, có đằng long khí bốc lên. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, đại mộ nơi này rất quỷ dị, địa thế như đạo nhân ngủ say, có thể vũ hóa thành tiên, Bắc Long dẫn đường, có kỳ thế đăng tiên. Đại mộ đã được mở ra, đào lên rất nhiều đất đá, chất thành núi nhỏ ở xa xa, xung quanh một mảnh tìm, có đầy cổ thụ che trời.
Chính như lời Dương Hiều, nơi này nhân thủ cũng đủ, đều là những công cụ rất hiện đại, nhất là có xe ben lớn vận chuyển đất đá đi. Cổ mộ ở nơi này thật có nhiều ảnh hưởng không tốt, phải giải quyết thật nhanh. Ngoại trừ những người đào móc và chuyên gia khảo cổ, còn có quân đội với súng vác vai, đạn đã lên nòng đề phòng, lặng lẽ chờ đợi toàn bộ cổ mộ được mở ra. Không ổn. Cũng như lần trước, lại có người chết rất khó hiểu. Có người kinh hãi. Lối vào một huyệt tối om, sâu thẳng lòng đất, như một vực sâu không đáy. Càng được đưa xuống, nhanh chóng có mấy cổ thi thể đen tím được mang lên. Diệp Phàm nhìn thấy vậy liền thở dài một hơi. Hắn tới chậm một bước, không kịp ra tay tương trợ. Mọi người gặp một chiếc cửa đá thật lớn trong lòng đất nhưng không mở ra được, còn khiến mấy người bỏ mạng, cuối cùng quân đội đi vào. Ầm. Một tiếng nổ truyền lên, với thuốc nổ mạnh mẽ mở tung cánh cửa đá, lập tức có khí tức âm lãnh vọt tới, khiến mọi người không tự chủ được phải rút lui. Diệp Phàm ở trong bóng tối ra tay, dùng pháp lực ngăn cản cổ khí cơ kia. Trong lòng đất đang truyền ra từng trận âm thanh khó hiểu, tất cả đám khảo cổ học đều rút lui, cảm giác kinh sợ vô cùng. Không bao lâu sau, tiếng nhạc vang lên, như từ địa phủ mà tới khiến người ta cảm giác không thể tưởng tượng được. Lúc này, một lão đạo và mấy người khác thừa dịp loạn mà chìm vào lòng đất, tiến nhập trong đại mộ. Chiến quốc đại mộ, có liên quan tới luyện khí sĩ thượng cổ. Diệp Phàm lóe lên mà vào, nhìn thấy trên phiến cửa đá bị nổ tung có khắc mấy chữ lớn Trường Sinh Tiên Phủ, đều là đại truyện của Tiên Tần. Nhà Tần thống nhất đất nước, cũng thống nhất văn tự của sáu nước kia gần như tuyệt diệt. Loại đại truyện nơi này giống như giáp quốc văn, cũng giống chung đỉnh văn. Diệp Phàm không dừng lại, nhanh chóng đi vào vì hắn vừa rồi nhìn thấy có mấy người vào trước hắn. Hắn không lo sợ bọn kia có thực lực đáng sợ mà sợ họ lỗ mãng ra tay, phá đi những thứ có giá trị. Công. Một đạo kiếm quang đặc biệt chói mắt trong cổ mộ tối đen, chiếu sáng một không gian lớn, như một đạo cầu vồng chém về phía Diệp Phàm. Có kẻ tập sát hắn. Bất kể là ở nơi nào, cứ có người là có giang hồ. Những người tiến vào đại mộ này tự nhiên là vì đạo pháp và thần khí, bất cứ ai cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Ken. Diệp Phàm bấm tay, một thanh lợi kiếm như thu thủy nháy mắt vỡ thành mười mấy mảnh, như một đống ngọc lưu ly rơi xuống đất. Hắn phất tay, một đạo thân ảnh phía trước đương trường bị hất văng ra ngoài, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục mơ hồ, găm sâu vào trên vách đá. Diệp Phàm không dừng chân. Hắn thậm chí đã giết qua cả Vương Trảm Đạo, căn bản không để ý tới sinh tử một kẻ cảnh giới mệnh tuyền, cảm giác đại mộ này thật không tầm thường. Tiên nhạc vang lên từng khúc, không phải từ cửu thiên vang lên mà từ sâu trong lòng đất truyền ra, như cửu u hồn khúc, kinh tâm động phách. Đi thêm một đoạn, một thềm đó bằng bạch ngọc xuất hiện, vẫn thông vào sâu dưới lòng đất. Đối với phàm nhân mà nói thì không thể sử dụng loại chất liệu này làm bậc đá được. Mỗi khối ngọc này nếu đem bán ra đều thu được số tiền trên trời, mà nơi này lại có rất nhiều, thông sâu xuống lòng đất. Những người đi trước đều đã xuống dưới, ai ai cũng tấp nập, muốn đi nhanh tới chủ huyệt. Tới lúc này đã có thể xác định được đây là nơi chôn luyện khí sĩ, ai cũng nghĩ tới pháp khí thời Tiên Tần. Cái gọi là Tiên Tần chính là ám chỉ thời kỳ thần bí trước đời nhà Tần gồm Chiến Quốc, Xuân Thu, Ân Thương, Tây Chu, ngược dòng tới thời đại Nguyên Thủy khi nhân loại vừa sinh ra. Bong bong từng trận kiếm minh vang lên, phía trước có một vách đá ngăn cản đường đi tới, trên mặt khắc đầy vết kiếm, thanh âm len ken không ngừng vang lên như có cao thủ tuyệt thế đang đấu kiếm, từ thời thượng cổ truyền tới. Ma Kiếm Thạch. Diệp Phàm kinh ngạc, từng nghe nói tới tảng đá mà cường giả tuyệt đỉnh dùng để mài kiếm, dù qua vạn năm vẫn có thể nghe được tiếng kiếm minh. Vì dung nhập kiếm ý bọn họ, đối với nhiều người chính là một khối báu vật. Có bốn người dừng ở bên cạnh Ma Kiếm Thạch như đang lĩnh ngộ. Khi Diệp Phàm chạy tới thì tất cả bọn họ đều tràn đầy máu huyết ra mồm mũi mắt, thất khiếu tả tơi, chết oan chết uổng. Những người này đều là tu sĩ cảnh giới thần kiều, không ai đột phá tới bí cảnh thứ hai của nhân thể, ngay cả âm thanh của Ma Kiếm Thạch cũng không thể chịu nổi, đều chết nơi này. Đây là sự bi ai của thời đại mạt pháp. Ở đương kim thế gian dù thiên tư bất phàm nhưng ngay cả một khối ma thạch thượng cổ cũng không ngăn cản được khiến người ta thật sợ hãi. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, kết chỉ thành kiếm, đào đi tảng đá này, trước phong ấn lại, tạm gác lại để ngày sau nghiên cứu. Tiên nhạc vẫn vang lên du dương, càng lúc càng rõ ràng, truyền vào trong tai, rửa sạch hồn phách nhân tâm, khiến những ai đang hoảng hốt cũng trở nên thư sướng. Diệp Phàm theo bậc thềm đi xuống, đặt chân lên cầu thang bạch ngọc, cảm nhận được một cổ âm hàn. Loại ngọc thạch này có điểm đặc biệt, ẩn chứa một tia thái âm khí. Hắn lần này là vì bảo hộ Dương Hiểu mà tới, tự nhiên phải tiêu trừ hết thảy nguy hiểm, liền vận chuyển thái âm chân kinh, luyện hóa đi từng đợt âm hàn khí. Sau đó không lâu, hắn tiến vào một mảnh địa cung rộng lớn trong lòng đất. Hắn đột nhiên cảm giác âm phong ập vào mặt, quay đầu liền thấy được một con sinh linh, vỗ ma dực lao tới, chụp tới thiên linh cái của hắn. Phốc. Diệp Phàm điểm tay ra, một đạo kiếm ba đánh văng ra,
huyết quang tung tóe đương trường đánh nát sinh linh này thành huyết vụ, đúng là một con dơ dài chừng 2 thước, hình dáng như ác ma. Con dơ thật lớn, trong lòng đất này phong bế bao nhiêu năm, nó rốt cục làm sao có thể sinh tồn được, chẳng lẽ còn có lỗ nào khác thông với bên ngoài. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, những việc nhỏ này không cần tốn thời gian cân nhắc. Đi tiếp về phía trước mấy thước, hắn nhìn thấy hai cổ thi thể, chảy máu tràn ra mặt đất, sọ người bung ra, chết rất thảm thiết, vừa bị giết không lâu. Một đại mộ từ thời thượng cổ cũng không có cơ quan gì bố trí đặc biệt nhưng đã đoạt đi tính mạng 6 tu sĩ, bọn họ chết thật không hề đáng. Diệp Phàm đi tới điểm cuối địa cung này, lại xuất hiện thềm đá bằng bạch ngọc, thông sâu xuống lòng đất, như từng bước tiến gần tới động phủ trong truyền thuyết, công trình thật lớn. Mà trong quá trình này, hắn mấy lần chấn xuất kiếm ba, giết chết mấy chục con dơi lớn, đều dài hơn 2-3 thước, hình thể khiến người ta sợ hãi, như những ác quỷ, sau khi chết đều được hắn đốt hết, bằng không những nhà khảo cổ xuống đây khẳng định sẽ lâm vào đại loạn. Diệp Phàm tiến vào chỗ sâu, tiên nhạc vẫn không ngừng vang lên, phía trước có một loạt chuông gió, đang tự mình vang lên tiếng nhạc. Hắn mở tay ra, từng đợt hào quang đánh ra, bay về phía những chiếc chuông gió, cố định chúng lại, không phát ra thanh âm nữa. Những chiếc chuông gió này thật cổ xưa nhưng vẫn bảo tồn hoàn hảo, không chút hư hao. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra, nhận ra chúng đã trải qua thiên chù y bách luyện, tuy nhiên bên trong cũng không có đạo ngân, chỉ có một loại tương tự như tinh khí thần. Năm đó chủ nhân ngôi mộ này chắc rằng rất thích tiếng nhạc, vô ý thức lạc ấn lên những chiếc chuông gió này. Lúc này, sau khi cố định những chiếc chuông gió, lạc ấn trên đó cũng biến mất vì chúng không phải pháp khí cho nên ý niệm cũng khó có thể trường tồn. Hắn tiếp tục đi tới, bỗng dưng cảm nhận được sát khí lành lạnh, đạo đạo kiếm quang như những dải tơ giống nhau chém tới, đủ các loại màu sắc. Sát khí tuyệt thế. Còn chưa tới gần, cơ thể Diệp Phàm liền sinh ra phản ứng, đây là phi kiếm siêu cường, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi. Đây là mộ của ai? Tất cả đều là thánh nhân thượng cổ lưu lại. Trong đó, một đạo kiếm quang màu đỏ là chói mắt nhất, lớn bằng bàn tay, không ngừng bay lượn trong địa cung. Những đạo màu tím, màu lam, màu vàng cũng lao theo, chém nát hư không. Không đúng, đây cũng không phải chân chính là phi kiếm mà là một loại kiếm ý. Thật cường đại. Thật khủng khiếp. Diệp Phàm kinh thán. Nếu là binh khí của thánh nhân viễn cổ đang bay lượn thì dù là hắn chỉ sợ cũng không thể tới gần. Loại kiếm ý này cực kỳ dọa người, khiến thân thể người ta như muốn nứt ra. Có 3 vị tu sĩ đạo cung bí cảnh ngã trên mặt đất, trên người không có một miệng vết thương nào, đều bị kiếm khí xuyên thấu cơ thể mà chết. Đây là mấy gã tu sĩ đi được xa nhất, vào tới đây tất cả đều chết đi. Diệp Phàm than khẽ một tiếng. Mấy người này đều có thể coi là cao thủ của thiên hạ hiện tại nhưng lại chết một cách không hề đáng như vậy. Cổ huyệt thánh nhân đâu phải là nơi mà người bình thường có thể tiến vào. Chỉ một lũ sát niệm bọn họ lưu lại cũng đủ giết chết bất cứ một cao thủ tuyệt đỉnh nào. Đây là một căn nhà luyện kiếm, trên vách tường có 7 vỏ kiếm, cũng không tinh tế mà đơn giản làm bằng da thú, đều rách nát tới độ sắp hóa thành tro tàn. Từ những bố cục nơi này cho thấy vị thánh nhân viễn cổ này rất giản dị, không lưu lại cơ quan gì, ngoại trừ cánh cửa đá tràn ra thái âm khí thì căn bản không có nguy hiểm gì. Lưu lại 7 thánh kiếm nơi này sao? Diệp Phàm tìm kiếm, vận chuyển đạo hạnh, muốn thu lấy 7 vỏ kiếm này. Phốc. Nhưng chỉ vừa động, 7 vô kiếm bằng da thú đã hóa thành bụi bặm, cũng không phải là đã quá lâu mà do kiếm ý ẩn chứa trong đó cũng đủ khiến loại chất liệu này không thể chịu nổi. Sau khi vỏ kiếm bị hủy, 7 đạo kiếm quang tung hoành trong căn nhà đá này cũng biến mất, mai một ở trong hư không, sát ý vô tận cũng biến mất. Diệp Phàm thầm than đáng tiếc. 7 chiếc vỏ kiếm tự hủy, bằng không cũng đều là báu vật vô giá, thông qua kiếm ý khủng bố ẩn chứa trong đó, hơn phân nửa có thể học được ngự kiếm thuật vô thượng của chủ nhân ngôi mộ này. Hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy thoải mái. Số cổ kinh hắn thu được cũng không thiếu cho nên cũng không vì điều này mà tiếc nuối. Đi qua gian nhà đá, hắn tiến vào một mảnh biển lửa bừng bừng trắng phía trước, nhiệt độ cao tới dọa người, dĩ nhiên là Thái Dương tinh hỏa. Thông qua phiến hỏa diễm này có thể thấy được bên trong có một chiếc quan tài bị một gốc cây quấn quanh, tán ở nơi sâu nhất của mộ huyệt, khiến nơi này hừng hực quang hoa. Hỏa táng quan. Hỏa táng quan trong truyền thuyết đều là những nhân vật rất có lai lịch, người bình thường không có khả năng bố trí vì cần có Thái Dương tinh hoa và một gốc cây hỏa đằng do tinh huyết thánh nhân bồi dưỡng nên. Gốc cây kia vừa nhìn đã biết có độ tuổi ít nhất là mấy ngàn năm, rễ gây như long giác, lá như vàng ròng, rực rỡ chói mắt. Nó cắm rễ trong Thái Dương tinh hoa, hấp thụ chất dinh dưỡng hỏa tinh, sinh mệnh lực rất cường đại. Đây được xưng là linh đằng, là báu vật để luyện khí chú binh. Hạt giống hỏa đằng rất thưa thớt, nhất lẽ rễ cắm sâu vào trong Thái Dương tinh hỏa lại càng như lông phượng sừng lân, là thứ mà thánh nhân viễn cổ yêu thích nhất. Sao lại lựa chọn loại hỏa táng này? Có rất nhiều truyền thuyết,
Cách nói có vẻ chính xác nhất chính là Thánh Nhất biết mình phải chết, dùng tinh khí chí dương của Hỏa Đằng để bảo trụ một tia dương khí cuối cùng trong cơ thể, chờ cơ hội sống lại. Từ đó có thể thấy được sự khó lường của Hỏa Táng Quan. Một mảnh Thái Dương Hỏa Tinh, một gốc Hỏa Đằng, một cổ quan tài, một vị thánh nhân viễn cổ, Diệp Phàm vô cùng rung động, không ngờ lại gặp được loại này, chẳng lẽ thánh nhân thượng cổ có thể phục sinh sao? Đây khẳng định là một nhân vật thiên tư trác tuyệt trong lịch sử. Tiểu Tùng rất khẩn trương, da lông màu tím toàn thân loang loáng, đôi mắt như hắc bảo thạch nhẹ nhàng lay động, ngoan ngoãn đi theo phía sau Diệp Phàm, không dám tiến lên. Vị thánh nhân thượng cổ này không bố trí cơ quan diệt sát người xông vào, tâm địa thật lương thiện. Nơi này hẳn không có quá nhiều nguy hiểm. Diệp Phàm tu Thái Dương chân kinh, cũng không e ngại Thái Dương chân hỏa, tiến nhập vào ánh lửa hừng hực, vòng quanh quan tài, cẩn thận xem xét. Loại hỏa diễm này cực kỳ đáng sợ, dưới tình huống bình thường thì ngay cả vương đã trảm đạo cũng không thể tới gần, chỉ hơi tiếp xúc cũng có thể hóa thành tro tàn, ánh lửa làm người ta phải sợ hãi. Hỏa đằng rất thô to, mỗi chiếc lá đều len ken rung động như được luyện thành từ hoàng huyết xích kim, những nhánh cây như cầu long quấn quanh cổ quan, giữ giữa không trung. Quan tài chứa đựng tử vong, vốn đầy tử khi nhưng nơi này có hỏa đằng cho nên lại tràn ngập sinh cơ. Diệp Phàm lặng lẽ cảm ứng, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Người bên trong đã chết đi, một tia dương khí không thể bị hỏa tinh chí dương lưu giữ, không thể sống lại. Sau đó, hắn chú ý tới một khối thạch giữa quan tài, được luyện thành từ đồng thau, vô cùng dày và nặng, trên đó có mấy cổ tự bằng chung đỉnh văn. Từ sau khi Diệp Phàm trở về, mấy ngày nay luôn tiếp nhập các tàng quán, đọc được rất nhiều cổ tịch, học được đủ loại cổ tự. Hắn nhận ra một ít cổ tự trên đó, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, dâng lên hải lãng ngập trời. Đây quả nhiên là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Xích Tùng Tử, trong điển tịch đạo giáo đạo tàng có ghi lại, trong liệt tiên truyền cũng có nói hắn là tiên nhân thượng cổ. Hơn nữa, trong một cổ tịch khác cũng ghi lại. Trong Hoài Nam Tử, Tề Tục cũng có những ghi chép liên quan. Một đại mộ thượng cổ như vậy lai lịch chỉ có thể dùng hai từ dọa người để hình dung. Diệp Phàm vô cùng rung động, thông qua thiên nhãn nhìn thấy được quan tài này không hề tầm thường. Diệp Phàm mở thiên nhãn, rõ ràng nhìn thấy trong quan có vật, có một chút đạo văn đang dao động. Đó là một hộp ngọc cũ kỹ, hình thức cực kỳ cổ xưa, không có sáng bóng nhưng lại được trân trọng cất ở trong quan. Trong lòng hắn chấn động mạnh. Lai lịch của Xích Tùng Tử, được đạo giáo tôn là tiên, thứ hắn để lại há là thứ thường. Xích Tùng Tử, suy ẩu hô hấp, thổ cố nạp tân, di hình khứ trí, bảo tố phản chân, dĩ du huyền miễu, thương thông vân thiên. Đây là một đoạn lời ghi lại trong Hoài Nam Tử. Tề Tục, miêu tả sự thần dị của Xích Tùng Tử, là thượng cổ tiên nhân. Xích Tùng Tử giả, thần nông thì vũ sư giả, phục thủy ngọc dĩ giáo thần nông, năng nhập hỏa tự thiêu. Đoạn lời này xuất từ liệt tiên truyện. Nói hắn là người của thời đại thần nông, trước khi thần nông thành đạo còn từng dạy phép này, có thể nói lai lịch khiến người ta sợ run, là một trong những người tu hành nổi danh nhất ở thời thượng cổ. Thần nông là người nơi nào? Diệp Phàm cũng đi lên đường tu tiên, hắn có lý do tin tưởng đó tuyệt đối là một trong mấy người cường đại nhất của Trung Quốc. Xích Tùng Tử cùng một niên đại, từng truyền hắn pháp môn, thân phận cực cao, khiến người ta rung động. Mà còn có một chuyện khác. Thời thượng cổ, trước khi hoàng đế thành đạo, cũng từng thỉnh giáo hắn, ghi lại trong Xích Tùng Tử giới kinh là một đoạn đối thoại rất dài, trong đó liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nói Xích Tùng Tử là một trong những người nổi danh nhất thời thượng cổ cũng không quá, thân phận và đạo hạnh đều cao khủng bố, không người có thể dò sâu cạn. Thượng cổ quá xa xôi, không ai có thể nói rõ rốt cục là một niên đại như thế nào, mà người đời đều phỏng vấn hoàng đế thời kỳ thượng cổ đến nay đã có 4.000 năm, mà rất nhiều người đã quên đi đoạn chân không này, thời đại chân thật khó thể suy đoán. Chính là một người như vậy, danh chấn thời kỳ thượng cổ, bị đạo giáo tôn là cổ tiên, ngày nay lại gặp được quan tài của hắn ở nơi này, sao không khiến Diệp Phàm khiếp sợ? Tiểu Tùng rất ngạc nhiên. Sau khi Diệp Phàm hóa đi Thái Dương hỏa tinh chung quanh, nó cũng thò tới, sờ sờ gốc cây kia, lại chạm vào bia đồng, kêu lên len keng. Mở quan tài, đó là một vấn đề khiến người ta đau đầu, dù thế nào chăng nữa cũng không thể hủy mất gốc hỏa đằng này chứ. Như vậy rất bất kính đối với người đã chết. Hắn cũng không muốn làm ra chuyện khác người đối với người tu đạo nổi danh nhất thời kỳ thượng cổ này, cũng không muốn hủy quan, nhưng khẳng định là phải lấy hộp ngọc kia ra. Toàn thân hỏa đằng phát sáng, ướt át tươi đẹp như rặng mây đỏ, mỗi một chiếc lá đều như thần kim màu máu, khẽ động vào kêu lên bong bong, mà sắc bén vô cùng, có thể cắt tinh thiết. Gốc cây này thô to bằng thùng nước, như một con chân long màu máu đang ngủ đông, cứng cáp mà hữu lực, xoay quanh 49 vòng, trong đó một vòng quấn chặt quanh quan tài, nâng lên giữa không trung. Diệp Phàm thử vài lần, với thần lực của hắn đều rất khó kéo ra, không thể di chuyển cổ quan xuống. Trừ khi hắn nhẫn tâm thi triển lục đạo luân hồi quyền đánh nát gốc cây này.
Đây là linh chi dùng tinh huyết thánh nhân bồi dưỡng ra, có thể hủy diệt hay không còn là một vấn đề, bằng không cũng không được xưng là thần liệu luyện khí. Toàn thân Tiểu Tùng lưu động tử quang, kéo góc áo của Diệp Phàm, chớp chớp cặp mắt to chỉ vào phần gốc của bia đồng. Nó được chôn xuống đất, phía dưới đất đá lại còn có chữ viết. Tiểu Tùng rất cẩn thận bới đất đá ra, những văn tự giống như gà bới kia xem giữa chữ giáp cốt và chữ trung đỉnh. Diệp Phàm may mắn tâm có kính ý, không có lỗ mãng. Dưới bia đồng ghi lại phương pháp mở quan tài, rõ ràng viết nếu dùng sức mạnh, linh đằng đều có thể giết chết bán thánh. Hỏa đằng do Xích Tùng Tử tự tay trồng có một loại linh tính cường đại, từng được tẩm máu của hắn, là tinh linh hộ quan, cần dùng tinh huyết cường đại để cho ăn nó mới có thể buông cổ quan. Sau khi Diệp Phàm nghiêm túc nhìn xem, không phải máu của vương giả trảm đạo không thể cho hỏa đằng ăn, bằng không linh tính của máu không đủ, không có tác dụng gì. Không ngờ lại có một điều kiện như vậy. Hắn cắt qua ngón tay. Là thánh thể nhân tộc, máu là màu vàng, càng đậm hơn so với người trảm đạo, chặt cây lại thật sự giãn mở ra, quan tài chậm rãi hạ xuống mặt đất. Trong lòng Diệp Phàm thật kích động. Không vì gì khác, một vị tiên nhân thượng cổ lai lịch động trời, hộp ngọc hắn để lại sẽ có gì? Chẳng lẽ là bí mật trường sinh hoặc là cơ hội thành tiên? Hắn đẩy nắp quan tài, truyền ra một loại đạo văn dao động thần bí, lộ ra cảnh tượng trong quan. Hắn nhìn vào trong, Tiểu Tùng cũng nhảy tới nhìn. Diệp Phàm phát ra một tiếng thở dài. Xích Tùng Tử không có khả năng sống lại, đã hóa đạo, trong đáy quan để lại một dấu ấn hình người, máu thịt cùng đạo cốt đã hóa sạch sẽ. Tiên nhân thượng cổ cũng phải chết sao? Diệp Phàm tự nói. Từ xưa đến nay thật sự có người có thể trường sinh sao? Cổ tiên được đạo giáo tôn xưng cũng có lúc thọ nguyên mất hết, không thể tồn tại cùng thiên địa. Tàn tính sau khi hóa đạo có từng trận đạo văn dao động, khuếch tán ra. Trong lòng hắn chấn động, biết được tử vi của Xích Tùng Tử, hẳn là một vị đại thánh. Nói như vậy, cùng không phải tiên chính thức, chỉ là một trong những người cường đại nhất trong lịch sử nhân loại. Diệp Phàm nhíu mày. Như vậy xem ra, tiên nhân thượng cổ theo như lời của đạo giáo chỉ là một loại thành tựu, cũng không phải chính thức là tiên, vẫn ở phạm trù của người, chỉ có điều đạo hạnh sâu vô cùng. Trên đời này rốt cục có tiên hay không, chẳng lẽ trường sinh là một mục tiêu hư ảo vĩnh viễn không thể đạt tới? Diệp Phàm thở dài. Đại thánh nhân tộc đều phải chết, đại đế cổ cuối cùng cũng phải vũ hóa, đến nay không ai có thể sống sót, căn bản không có một ví dụ thành tiên chân thật. Tiên chỉ là truyền thuyết, hết thảy đều là hậu nhân hư cấu và phỏng đoán, căn bản không có chứng minh thực tế, càng là hiểu biết chân tướng càng khiến người ta bất đắc dĩ. Xích Tùng Tử chính là một ví dụ tốt nhất, là một vị tiên nổi danh nhất thượng cổ. Hóa ra thân phận chân thật là đại thánh nhân tộc, cũng vẫn chết đi, đã hóa đạo ở trong này. Bên cạnh dấu vết hình người hóa đạo kia có 7 thanh cổ kiếm dài bằng bàn tay, đã thành bụi bặm, cùng nhau hóa với Xích Tùng Tử, không lưu lại một mảnh nhỏ nào. Diệp Phàm biết rõ đó tuyệt đối là thánh khí. 7 thanh phi kiếm lóe ra màu đỏ, tím, vàng, lam, ở trong nhà đá này nhìn kiếm quang của dấu ấn là có thể biết đều là thần phẩm. Thật quá đáng tiếc. 7 thanh lợi khí đều xuất từ tay đại thánh nhân tộc, lại đều theo hắn mà đi. Hắn vô cùng tiếc nuối. Đồng thời hắn nghĩ đến Xích Tùng Tử sinh ra ở Xuyên Thục, với phi kiếm làm binh khí, trong truyền thuyết đời sau Thục Sơn nhiều kiếm hiệp, chẳng lẽ cùng ra từ một nhánh hay sao? Diệp Phàm trịnh trọng nâng hộp ngọc, đồ vật duy nhất trong quan ra ngoài. Vật ngay cả Xích Tùng Tử đều cất chứa trân trọng như vậy, cho dù hóa đạo cũng không muốn hủy diệt, đủ để nó lên sự thần bí và quý báu của nó. Hắn hướng về quan tài xá một cái, đẩy nắp quan về chỗ cũ kín kẽ, gốc hỏa đằng kia lập tức tự động quấn quanh, một lần nữa nâng lên giữa không trung. Người khảo cổ đời sau đối với nơi này đều không có cách nào, có Thái Dương Hỏa Tinh phàm nhân không thể đến gần, mà ta cũng quyết không thể đem quan tài này cho bọn họ đi nghiên cứu. Một gốc linh đằng sinh sôi thịnh vượng trong hỏa tinh, quá mức thần bí, người hiện đại không có khả năng lý giải. Nếu là không ẩn đi, nơi này tất sẽ sinh ra rất nhiều chuyện. Diệp Phàm nghĩ một lát, dùng đại pháp lực vẽ khắc, đem cả mảnh đất này cắt ra, rồi sau đó đột nhiên ép xuống sâu trong lòng đất, thẳng đến ngàn trượng. Cuối cùng, quân đội súng thật đạn thật rời đi, bởi vì trong lòng đất không còn phát sinh nguy hiểm, nhân viên khảo cổ thuận lợi xâm nhập, phát ra một tiếng ngạc nhiên thán phục. Ngọc khí, chung nhạc, khắc đá lộng lẫy, đều là tác phẩm vô giá, đủ để chấn động giới khảo cổ. Bọn người Dương Hiểu tập trung toàn bộ tinh thần, đều không biết đến một thứ kỳ quái liên quan đến bí thân của thế giới thượng cổ bị Diệp Phàm phong ấn. Lúc này, Diệp Phàm đứng dưới một gốc cổ thụ trên Bắc Lĩnh Sơn, cẩn thận mở ra hộp ngọc. Bên trong chỉ có một mảnh xương, không chút bắt mắt, không sáng bóng, rất là ảm đạm. Hắn không khỏi chìm vào nghi hoặc. Một mảnh xương mà thôi, hoặc nhìn cũng không có gì thần kỳ. Nhưng đây là thứ Xích Tùng Tử trịnh trọng cất chứa, một nhân vật danh tiếng lẫy lừng, thượng cổ nói về tu đạo tất phải nhắc đến hắn. Mảnh xương này đặc biệt trầm trọng,
lấy tay khẽ búng kêu lên len keng, phát ra từng tràng âm rung kim loại. Đây rốt cục là xương cốt sinh linh gì không thể biết, cứng rắn đến mức Diệp Phàm dùng sức bóp vài cái đều không vỡ. Hắn mở thiên nhãn, bốn chữ cổ lập tức khiến trong lòng hắn rung động. Dĩ nhiên là cơ hội thành tiên. Diệp Phàm đối với chữ tiên này gần như tê dại, bởi vì hiểu biết càng nhiều càng thất vọng, nhìn không thấy chứng minh thực tế nào, ngay cả Xích Tùng Tử đều đã chết. Nhưng di vật của Xích Tùng Tử lại là một miếng xương như vậy, bốn chữ này giống như có một loại ma lực. Đây là thứ mà cho đến chết hắn đều bảo vệ. Diệp Phàm mở thiên nhãn đồng thời hướng về ánh mặt trời không ngừng di chuyển mảnh xương. Ánh sáng phương vị bất đồng chiếu ra văn lạc bất đồng, hắn nín thở, nghiêm túc quan sát. Rồi sau đó, hắn chăm chú so sánh, vẽ ra một bức đồ trên mặt đất. Có núi cao, có sông lớn, có thung lũng, địa hình rất phức tạp. Đây là một cái bản đồ địa hình. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, lộ ra một vẻ khó tin. Hắn rất nhanh vẽ những gì nhìn thấy trên khắc đá trong địa cung Lưu Sơn ở trên mặt đất, so sánh hai bên lập tức ngây dại. Hai tấm bản đồ này đều có một góc có thể nối liền cùng một chỗ, trở thành một chỉnh thể, miêu tả một địa phương. Trong địa cung Lưu Sơn, đó tuyệt đối là một vị thánh nhân thượng cổ bị người tù cấm ở đó, tra tấn không biết bao nhiêu năm, ngay cả thân thể đều chém đứt. Nhưng hắn lại ngoan cường sống sót, thẳng đến trăm năm trước mới khắc lại thạch đồ, từ đó nuốt xuống một hơi cuối cùng. Diệp Phàm có lý do làm ra một loạt phỏng đoán. Người ra tay kia hơn phân nửa là ép hỏi bức thạch đồ kia, nhưng vẫn không chiếm được. Cũng có lẽ trăm năm trước người bị xích sắt khóa trên tế đàn dự cảm đến thiên địa sớm đại biến, hết thảy thời thượng cổ đều đã hóa thành tro tàn, lúc này mới để lại khắc đá, không đành lòng để bí tân biến mất trong thiên địa. Nhốt một vị thánh nhân viễn cổ, bức hỏi bí đồ, đây phải là người cường đại cỡ nào mới có thể làm được. Ý đồ tự nhiên là động trời, không cần nghĩ cũng biết sự tình trọng đại. Ngày nay, bốn chữ cơ hội thành tiên này nói rõ hết thảy, không cần nhiều lời, cho dù đại đế cổ nhìn thấy đều phải chấn động trong lòng. Cạnh góc nối liền, khiến bức đồ này biến lớn gấp đôi, có thể rõ ràng nhìn ra nó vẫn là địa thế không trọn vẹn. Rốt cục là chỉ dẫn đi nơi nào? Xích Tùng Tử, thánh nhân thượng cổ không biết phân biệt nắm giữ một bức đồ, dùng sinh mạng để thủ hộ, đến chết đều muốn mang theo trên người đủ để nói rõ sự quý trọng của nó. Diệp Phàm đứng trên Bát Lĩnh Sơn, nhìn ra bốn phía, trong lòng thở dài. Đây không hổ là Long Sơn của Trung Quốc cổ đại, ngay cả Xích Tùng Tử thượng cổ đều chôn ở đất này. Tám dãy núi vắt ngang, quần long bay múa, giống như muốn vượt cửu thiên, bao la hùng vĩ. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua rồi rời đi, không bao lâu về tới trong nhà ở thành phố B. Cha mẹ mất đi, hắn tĩnh tâm lại, cuộc đời này theo đuổi không nhiều lắm. Tĩnh tâm suy ngẫm, tu đạo trở thành mục tiêu duy nhất của hắn. Ngày xưa, đắc đạo thành tiên không phải là đường của hắn, vùi đầu khổ tu chẳng qua là vì vượt qua tinh không về đến bên này. Ngày nay cha mẹ đã mất, tất cả cố gắng hóa thành không. Diệp Phàm bắt đầu cân nhắc đi đâu về đâu. Cuối cùng tĩnh tâm, thành đạo là lựa chọn duy nhất. Tới nước này rồi, cuộc đời không còn theo đuổi gì khác. Tiên cổ kim không người có thể nói rõ, không biết là có hay không. Trường sinh cũng rất mờ mịt, đến nay cũng không có chứng minh thực tế, đại đế thượng cổ đều đã chết. Ngày nay, điều này lại trở thành mục tiêu theo đuổi của hắn. Sau này, ta sẽ đạp theo dấu chân cổ nhân, một đường truy tìm, khai cuộc bí tân thượng cổ, mở ra đường sáng. Đắc đạo thành tiên là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời này. Hắn không phải một thánh nhân hoài bão thiên hạ, cũng không muốn làm một kiêu hùng đứng trên chúng sinh. Hắn chỉ là một người có máu có thịt, không có chi hướng tinh lọc thiên hạ, cũng mất giả tâm. Đường hắn muốn đi, mục tiêu muốn theo đuổi có lẽ rất mờ mịt, có lẽ cao không thể với tới, có lẽ căn bản không tồn tại. Nhưng hắn chỉ muốn từng bước đi tới. Đây không phải là suy sút, cũng không phải là tự trục xuất, hôm nay chỉ là độ thân mình, nếu có người chắn đường của hắn, hắn có thể là thần cũng có thể là ma, hết thảy đều thuộc theo tâm. Diệp Phàm đọc Nam Hoa, Quan Âm Phù, Diệt Văn Thủy, Tụng Động Huyền, trong đó cũng không có phương pháp tu luyện. Những bộ sách này lưu truyền đời sau, lại khiến hắn thấy được suy nghĩ của tiền nhân không đồng dạng. Tới trình độ của hắn, sắp trảm đạo, một chân đã bước vào, cần thiết không phải phương pháp cụ thể mà là một loại dẫn dắt về cảnh giới. Những đạo thư này truyền lại thế gian, phàm nhân đều có thể đọc, không có phương pháp chi tiết lại có phương hướng rộng mở. Có thể xem như đạo bảo, có lẽ cũng là một loại truyền thừa. Diệp Phàm tĩnh tâm nghiên cứu duyệt đọc, thi thoảng có cảm xúc cảm nhận được bát đại tinh thâm. Thượng cổ rất nhiều chân kinh tu đạo đã không thể nhận ra, những chân nghĩa lại vẫn lưu truyền, ẩn chứa trong những bản sách này. Mà đoạn thời gian này, Diệp Phàm cũng bắt đầu nghiêm túc dạy Tiểu Tùng không có tăng tu vi thậm chí tiến hành áp chế, khiến nó mỗi bước đều rất ổn, đạo cơ kiên cố. Tiểu Tùng sợ lôi điện, mà đây dường như là sinh ra đã thế, bằng không lúc trước sẽ không chịu thiệt, suýt nữa bị người giết chết. Diệp Phàm vì để nó vượt qua chướng ngại này, phi thường nghiêm khắc,
cố ý đưa nó lên một hòn đảo đơn độc, tự mình truyền giáo, lấy thân thử pháp. Nguyên bản tinh không vạn dặm, trời cao trong xanh, không một đám mây. Nhưng ngay sau đó một khắc, đại dương mênh mông, sóng biển ngập trời, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Diệp Phàm đưa tới vạn trượng lôi điên, lấy thân chứng pháp, thân vào trong lôi đình, đối kháng loại kiếp nạn đang sợ này. Hắn không cần như vậy. Nếu thật muốn dẫn tới điện hải có thể trời trong giáng xét, nhưng là sẽ làm người ta chú ý, gây ra phiền toái không cần thiết. Vì vậy làm ra tầng mây giống như đáy cốc. Ầm ầm ầm. Sấm rền chớp giật, mưa lớn tầm tã, cảnh tượng phi thường đáng sợ. Diệp Phàm tắm trong điện quang, tất cả ngân xà đều đang lên thân thể hắn. Tiểu Tùng ở xa xa hoảng sợ nhìn vào. Nhưng sau đó không lâu nó bị Diệp Phàm túm vào trong lô hải, chân thân đối kháng ngân xà bay loạn. Điều này đối với nó mà nói là một loại giày vò, sợ hãi lớn hơn thương tổn thân thể. Nó gào thét từng tiếng, không ngừng kêu gọi Diệp Phàm. Tuy nhiên lần này không được che chở, chỉ có thể một mình đối mặt. Đây là một loại rèn luyện tâm tình đáng sợ. Một lần, hai lần, mấy chục lần, hơn trăm lần. Tiểu Tùng bị sét đánh da tróc thịt bong, nhiều lần ngất đi, trong lòng hoảng sợ. Nhưng mỗi một lần Diệp Phàm đều chỉ bình thản nói cho nó không sao cả, kêu nó đứng lên. Chịu đủ lôi kiếp tẩy lễ, nó từ sợ hãi đến chết lặng. Vì tránh bị thương, nó không thể không bắt đầu chống lại, giãy giụa trong điện quang, dùng đạo hạnh đối kháng. Nó chậm rãi chuyển biến, cuối cùng không còn sợ hãi, dần dần trấn định, rốt cục có thể thản nhiên đối mặt lôi kiếp, hoàn thành một lần lột xác tâm linh. Nhánh chúng ta không sợ nhất chính là thiên kiếp, không cần phải sợ. Ngày sau người sẽ thường gặp phải, mà mỗi một lần sẽ là một cơ hội tốt rèn luyện thân thể. Diệp Phàm dùng thánh huyết màu vàng thanh tẩy máu thịt và xương cốt nội tạng của nó một lần, khiến thể chất nó xảy ra thay đổi rất lớn, về phần đạo hạnh và tu vi thì tuyệt không tương trợ. Lần này tôi luyện từ đây chấm dứt, Tiểu Tùng rốt cục thở phào một hơi, tội nghiệp nhìn hắn. Diệp Phàm sờ sờ đầu nó, mang nó về thành phố B, ngày nay, về tới thế giới này, hắn tự nhiên sẽ không quên chuyện chính con rồng kéo quan tài. Hết thảy đều bắt đầu trên Thái Sơn, muốn xem đến tột cùng, nhìn kỹ ngũ sắc tế đàn. Nhưng hắn nghe Hứa Quỳnh nói, chuyện năm đó gây nên chấn động thật lớn, cũng không biết điều động bao nhiêu quân lực phong tỏa Thái Sơn, ước chừng hơn một năm bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Lúc ấy các nơi gây áp lực, rất nhiều cơ cấu nước ngoài yêu cầu tiến vào khu Thái Sơn, muốn cùng điều tra. Mà nghe nói tín đồ đạo hồi có mấy chục vị lão già tới, giáo hoàng Roma còn tự mình tới, mang theo một đống người. Năm đó tuy rằng nhiều người tuyên bố ở Thái Sơn nhìn thấy chính con rồng kéo quan tài, nhưng sau lại không có một tin tức tương quan, ngay cả truyền thông nước ngoài nổi tiếng Tự Do Ngôn Luận cũng không nói một chữ. Dân gian truyền ồn ào huyên náo, mà báo đài truyền thông lớn nhỏ lại không nói một chữ, hoàn toàn là làm ngơ, một thời gian dài cũng không có người chú ý tới. Hứa Quỳnh là vì quan hệ với Dương Hiểu cho nên mới biết nhiều một chút. Thái Sơn đào ra rất nhiều thứ, lúc ấy không biết chết không ít người. Những thứ đó đều bị quốc gia thu giấu, tuy nhiên không đến 1/20 tổng lượng khai quật. Năm đó Dương Hiểu còn rất trẻ tuổi, mới vừa tốt nghiệp không được mấy năm, cũng chỉ tiếp xúc bề ngoài mà thôi. Chuyện 20 mấy năm trước ngày nay không thể khai quật, được xếp và cơ mật quốc gia. Nghe nói, năm đó dưới tình huống điều động rất nhiều quân đội, súng thật phong tỏa nghiêm mật mà vẫn bị mất một nửa văn vật. Khai quật rất nhiều lại gặp trộm cướp. Chuyện năm đó, thật sự rất quỷ dị, ngay cả người vô thần như Dương Hiểu khi đề cập chuyện cũ đều vô cùng kinh ngạc một hồi. Lúc ấy hắn không có tư cách lên Thái Sơn, thậm chí ngay cả nơi đó xảy ra chuyện gì cũng không biết. Thầy của hắn năm đó là một vị khảo cổ có quyền, thật ra tự mình trải qua hết thảy. Thầy của ta nói, năm đó chứng kiến rất kỳ quái, giống như ngưu quỷ xà thần trong truyền thuyết đều xuất hiện. Đáng tiếc vị giáo sư già kia sớm đã chết bệnh nhiều năm, tình huống chân thật đã không thể tự mình đi chứng thực và hiểu biết với hắn. Giáo sư già kia chi nhắc tới một chuyện, lúc ấy nhìn thấy một người có cánh màu xám từ phương Tây bay tới, đáp xuống trên Thái Sơn, gần như không nhìn sự tồn tại của quân đội. Lần đó giới khảo cổ tổn thất thảm trọng. Lúc ấy khai quật một nhóm vật cực kỳ trọng yếu, bao gồm đá nền trung tâm chủ tế đài có khắc thiên thư thần bí đều bị đánh cướp. Nếu không phải sau này một tổ đình của đạo giáo mời tới một lão đạo sĩ, ngay cả đi đường đều khó khăn tới tọa trấn, đồ khai quật từ Thái Sơn sẽ không còn thừa bao nhiêu, có thể giữ được gần 1/20 đã là may mắn. Những thứ này đối với ta có trọng dụng, tương lai đều phải lấy về, xem ra ta lại có chuyện để làm. Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn muốn hỏi lão đạo sĩ kia là ai, hiện nay ở nơi nào, nhưng Dương Hiểu lắc đầu. Đối với những chuyện này hắn biết không nhiều, chỉ nói lão đạo sĩ kia dường như lúc ấy sắp chết, sau khi thủ ở Thái Sơn không lâu liền rời khỏi thế gian. Nói đến cuối cùng, thần sắc hắn có chút khác thường nói, năm đó thầy của ta nói, một số cơ cấu nghiên cứu khoa học từng ý đồ kéo dài tính mạng lão đạo sĩ kia, kết quả đều thất bại.
lại ngoài ý muốn kiểm tra ra hắn có khả năng đã sống hơn 2.000 năm rồi. Diệp Phàm nghe thấy thần sắc lập tức chấn động. Người 2.000 tuổi, tuyệt đối là cao thủ, nói không chừng là một nhân vật nổi danh trong lịch sử đạo giáo, một mực sống tới thời đại mạt Pháp, khiến người ta khiếp sợ. Ngày nay, đạo giáo có mấy nơi tổ đình? Long Hổ Sơn Giang Tây là một nơi, mà Bạch Vân Quang của thành phố B cũng được xếp trong đó, nổi danh trong lịch sử. Diệp Phàm cũng không xa lạ gì với Bạch Vân Quang, ngày nay tuy rằng nơi đó còn có đạo sĩ nhưng lại cũng thành một nơi danh lam thắng cảnh, không còn có người tu hành. Hắn có thần thông xúc địa thành thốn, bí chữ hành vừa triển khai rất nhanh liền đi tới tổ đình của đạo giáo này. Mới vừa tới gần hắn liền lắc đầu. Trong nội thành phồn hoa này, vạn trượng hồng trần đập vào mặt, nào còn có người tu đạo. Hắn triển khai thần thức cường đại, đảo qua mỗi một tấc đất, trong lòng ngẩn ra. Dưới Bạch Vân Quang có từng tia từng đợt long khí màu tím, nối liền địa mạch. Đáng tiếc, chung quy quá loãng, nơi đây sớm không còn có một người có đạo hạnh. Chắc rằng người của nhánh này sớm đi xa, để lại phàm đồ và đạo quan. Năm đó, nơi này từng là một nơi tổ đình của đạo giáo không phải không có nguyên nhân. Thành phố B là cố đô của 6 triều, trong lòng đất có linh mạch, nơi đây có địa tinh tẩm bổ, có thể trợ giúp tu luyện. Ngày nay thiên địa khô cạn, linh khí thiếu thốn, một tia địa tinh còn không đủ để ngăn cản khí hồng trần cuồn cuộn kia. Nói tu luyện, tu đạo chỉ có thể bị vứt bỏ. Diệp Phàm một đường đi bộ xuôi nam, tìm bí ẩn thăm thắng cảnh, ra vào núi cao sông lớn. Hắn muốn hiểu hiện trạng tu sĩ ngày nay, đáng tiếc vẫn chưa gặp được. Cuối cùng, hắn lại lên Thái Sơn, lại đi tới địa phương này, năm đó chính con rồng kéo quan từ đây khởi hành bay đi. Núi to lớn không gì sánh nổi, lịch sử xa xưa không gì sánh được. Thái Sơn bao la hùng vĩ, vào thời Thái cổ được coi là nơi vạn vật phát dục Thái Dương sơ sinh, có thể ngược dòng về thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế. Diệp Phàm leo lên tuyệt đỉnh, xem dãy núi lớn nhỏ. Nơi này làm hắn cảm khái vô hạn. 20 mấy năm rồi, chỉ có một mình hắn còn sống. Hắn đứng ở địa phương trước kia quan tài đồng nằm vắt ngang, yên lặng cảm ứng rồi sau đó vẫy tay một cái từ trong lòng đất câu lên một nửa khối ngọc thạch, ngoài ra không còn gì khác. Quốc gia đào móc thật triệt để, cũng không còn lại gì. Đột nhiên hắn nghe thấy một tràng mật ngữ, nếu không phải tu sĩ có thần cảm căn bản không thể nghe thấy. Xa xa, có mấy người trẻ tuổi dáng vẻ bất phàm đang nghị luận. Bọn họ có điểm không giống người thường, có chút khí chất xuất trần rời xa thế gian. Lân tộc nhất mạch lại ra một thiên yêu, ở thời đại mạt Pháp này không biết là vui hay buồn, có chút khó tin. Có lẽ lân tộc thật sự có thể hưng thịnh, nói không chừng có thể xuất ra một nhân vật có thể sánh với giáo chủ thượng cổ. Dù sao các giáo đều có lưu lại cổ bảo và đan dược, tốn tâm huyết bồi dưỡng, không biết chừng sẽ tỏa sáng kỳ dị. Diệp Phàm nghiêm túc lắng nghe, trong lòng khẽ động. Hắn rốt cục tìm được giáo phái hiện nay. Mấy người này lai lịch bất phàm, đều là đệ tử nòng cốt đại phái trong đạo giáo, thuộc về hai hệ Thượng Thanh Phái và Linh Bảo Điện. Thời đại mạt Pháp thì sao? Các người quên rồi sao? 20 mấy năm trước chính là trên ngọn núi này phát sinh quyết đấu vài vị đại thần thông, người như thế vẫn còn. Đúng rồi. Các ngươi có nghe không? Không lâu trước đây một vị đại thần thông xuất hiện ở Cửu Giang, giáo huấn người nhánh Đại Hạ Long Tước kia một trận. Những người này là tưởng nhớ cổ tích mà tới, Diệp Phàm chú ý lắng nghe, lại từ trong miệng bọn họ biết được không ít chuyện. Nghĩ tới thượng cổ xa xôi, Thái Sơn bao la hùng vĩ biết bao, có thể sánh ngang Côn Lôn. Ngày nay tất cả đều thay đổi. Không nói những chuyện này, chúng ta vẫn là cố gắng tu luyện đi. Đại hội người tu đạo sắp sửa bắt đầu, không thể bỏ lỡ. Nghe nói có thể có đại thần thông tới, thậm chí có người từ Côn Lôn đi ra. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.